Xin chào quý vị, anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay em mới mua một con xe đạp trợ lực Panasonic. Nó là trợ lực thôi chứ không phải là xe đạp điện nha quý vị nhé. Có bình điện nhưng mà nó chỉ là tác dụng trợ lực thôi. Vì bên này nếu mà đi xe đạp điện như Việt Nam ấy, thì phải học băng. Chứ không phải là thích đi là mua là đi phi lên đi mà như Việt Nam mình. Nếu mà đi đường cảnh sát nó thấy mình đi xe đạp điện ấy, thì nó sẽ hỏi băng. Vì ít người đi xe đạp điện lắm. Chỉ có một số anh em thanh niên Nhật cũng có, Việt Nam mình hôm nay cũng nhiều người đi du học rồi học bằng đi xe đạp điện, có chứ phải không có nhưng mà không không nhiều. Còn xe trợ lực ấy, thì có thể lên đi như xe đạp thôi, rất là nhiều, đi nhiều nhất là các người già bên này, người đi người trung trung tuổi người ta đi xe đạp điện, còn người ta đi xe đạp trợ lực này nó khỏe. Em mua con này thì nó rất là mới quý vị. Đây. Đây nó là Panasonic. Đấy. Đây bình điện nó này, bình sạc này. Đấy. Bấm kiểm tra các cái mức điện nó đang có, hiện tại nó còn đang đầy pin. Đây là không này, chữ không và chữ mãn đầy. Mãn trong từ Việt Nam mình hay dùng gì? Tiền mãn kinh ấy. Đấy là đầy rồi đấy. Mãn này đấy. Còn những không này chúng từ phòng phòng không mỗi chiếc này đúng rồi. Đây là cái máy của nó. Cái này thì nó có cũng là motor ghi máy của nó. Đây sau này thì cũng có trục Shimano đầu hai nhé. Đây quý vị. Đấy. Rất là mới, trước là Panasonic. Đây bên này thì nó giỏ thì em mua cái này có cái trùm bên này thì nó bán tiện dụng lắm, cái gì nó cũng có. Trùm giỏ này thì mua shop 100 yên, 20 nghìn này. Trùm kín lên luôn. Trời mưa thì nó không ướt, trong này nó có tấm giấy bạc này. Đấy, xốp. Trùm để đồ bên trong này thì đỡ lòi ngoài cái thứ. Đây thì có cái bảng điều khiển của nó. Chuông bên này, đây là có ba nấc. Ba nấc tăng cái hộp xích ấy, còn sáu trục của sáu ấy. Còn đây là cái bảng điều khiển của nó thì có cái bấm nguồn. Nó đang báo ở mức pin đầy thì đây, trung yếu ở đây. Đây còn đèn, đèn rất là sáng luôn. Đây ban ngày ban đêm rất sáng. Đây em bật thì quý vị cũng có thể thấy được. Đấy, nó sáng, sáng thật. Đấy. Nhìn vậy mà sáng thì cái ở đây nó có hai cái phím lên xuống, một thì là cái power mode thì nó là cái trợ lực mạnh nhất, mình đạp nhẹ nhưng mà nó trợ lực mình khỏe hơn, đạp khỏe. Đây là mức automatic, còn đây là mức tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm điện thì nó sẽ trợ lực ít hơn. Thì cái nguyên lý trợ lực của nó là nó sẽ trợ lực theo cái số vòng đạp của mình đạp càng nhiều vòng thì nó sẽ trợ lực càng nhiều, chứ không phải là mình đạp thật mạnh thì nó sẽ trợ lực mạnh, mà đạp nhẹ nó trợ lực nhẹ, đạp nhẹ nhưng mà nhiều vòng nó vẫn trợ lực đều cho mình nha quý vị nhé. Vì em ví dụ em đi lên dốc, một cái dốc bình thường nó có vượt, nếu mà đi xe đạp thường thì không thể đi nổi xuống rác, thì cái này nó sẽ trợ là đạp, còn dùng cái này em đi ấy, thì nó sẽ đạp đạp rất nhẹ nhàng như mình đạp xe đạp đi giữa đường bình thường, nó vẫn đi qua dốc băng qua bằng vòng luôn. Về cái giá của cái con này thì em mua bên này là 4,5 tương đương với 9 triệu Việt Nam đồng. Ở cái shop này thì ở shop của người Việt ở Tokyo, Chiba, Saitama, Tochigi, nói chung là 4-5 tỉnh xung quanh Tokyo người ta ship đến tận nơi, và cái có cũng có kho ở Việt Nam luôn, có người ta đưa về Việt Nam người ta bán ở Hải Phòng, thì em cũng đã liên hệ rồi. Thì giá dao động từ Việt Nam về Việt Nam thì tương đương tầm 8 triệu rưỡi đến 11 triệu rưỡi. Đấy thì ví dụ con này em mua bên này 9 triệu rồi thì về Việt Nam là tầm 11 triệu rưỡi đó. Thì người ta bán ở Việt Nam có vậy. Thì nếu quý anh chị cô chú nào có nhu cầu mua xe đạp trợ lực mà giá từ 8 triệu rưỡi đến 11 triệu, 12 triệu gì đó. Nếu giá đấy quý vị chấp nhận được thì liên hệ với em sẽ giới thiệu chỗ shop đây cho mua. Đấy còn một cái bình, vì cái giá này là quan trọng là cái bình này. Cái bình này, ví dụ cái bình này bình cũ này thì đi tầm 20 cây thôi, nên bình mới là sẽ đi tầm 30 cây gì đó. Đấy thì cái bình mới người ta bán rơi tầm 7-8 triệu bên này rồi. Đấy là một cái bình ấy, nó đắt bằng cái xe luôn. Một cái xe là quan trọng nhất, một cái bình và cái động cơ thì có thể sửa được, nhưng cái bình mới thì bắt buộc phải thay. Đấy thì giới thiệu quý vị anh chị cô chú về cái xe đạp trợ lực cái này. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Quý vị đăng ký kênh ủng hộ theo dõi các video mới trên kênh của em nhé.
Vâng, xin chào, hẹn gặp lại video sau.